của riêng mình đó có thuộc về hành vi trộm cắp hay không hiện nay có nhiều trang mạng chia sẻ rất nhiều những hình ảnh đính kèm theo đó là những câu nói của đức phật nói thế này đức phật nói thế kia ví dụ như đức phật nói bí quyết để mạnh khỏe hàng ngày cả tâm hồn thể xác gồm bốn điểm thế này quên chuyện quá khứ đừng lo tương lai sống bằng hiện tại không được thở dài con thấy điều này được like share trên các mạng xã hội mà không kích dẫn theo kinh điển cụ thể và mang tính chất tóm lược thì nó có rơi vào trường hợp là người ấy đang bị bán như lai không những gì đức phật thuyết mà nói là đức phật không thuyết những gì đức phật có nói mà nói là phật không nói con thấy nhiều người chia sẻ phổ biến quá à, sư có hai cái vị thầy sĩ kính một vị đó là dạy sư à, đừng có lấy à, pháp của phật làm pháp của mình tức là đừng có lấy lời của phật làm lời của mình và đừng có lấy lời của mình làm lời của Phật mình nói làm sao đó biết rồi đó mình không phân biệt được cái gì là lời Phật dạy cái gì là do mình suy mình tưởng tượng ra rồi mình cứ phan vô bà đâu mình cũng phan đây là lời Phật dạy rồi những cái câu mà lời của Phật dạy đó mình lấy ra mình xài y như là của mình vậy đó rồi người ta đọc vô người ta nghĩ mình là ông thánh không Nhưng thực tế đó, toàn bộ những lời dạy đó là lời dạy của Thế Tôn uhm, Và vị thứ hai đó Thì uh, có dạy Đó là khi mà mình nói về bất kỳ một cái vấn đề gì của Pháp đó, thì nó phải có cái sự uh, nương tựa cái điểm nương tựa đó là một cái bài kinh của một thể tức là nó có nguồn gốc ca được chứ không phải là nó không có nguồn gốc rồi mình tưởng là phật dạy cái đó rất là nguy hiểm dạy theo cái kiểu mà thầy dạy trò đó rồi mình tưởng nó là phật thì nó rất là nguy hiểm nó có một cái điều kẹt như thế này ngay cả trong các cái vị trưởng lão pháp sư thì cũng không nhất thiết là các vị đó nói đúng hoàn toàn một trăm phần trăm mặc dù sư rất kính các vị đó và cái trí tuệ các vị đó là một cái điểm sáng rất là sáng ở trong phật giáo để có thể sâu sáng cho rất nhiều người là một điểm tựa rất lớn cho rất nhiều người tuy nhiên thì có đôi khi đó cái vấn đề giáo lý vì đó vẫn có thể hơi tự tin hơi quá tự tin à, thành ra là vì đó nhớ nhầm tức là cái vấn đề đó mình ngay cả mình cũng vậy thôi bất kỳ ai cũng vậy thôi à, chúng ta không phải là thánh thì có đôi khi một vài cái vấn đề giáo lý đó có thể nhớ nhầm sư đã gặp rồi chứ phải sư chưa gặp và đó là những vị sư rất là kính à, đương nhiên thì trong một trăm vấn đề thì một ngàn vấn đề thì có một vài vấn đề vị này nhớ nhầm đấy nhưng mà thứ nhất là sư không có cái chuyện là sư um, phỉ bán các bậc tiền nhân thì không có nhưng mà cái nào có thì mình phải nói thôi đó là đôi khi các ngài vẫn có thể nhớ nhầm à, chính bởi vì như vậy đó cái chuyện mà mình à, biết được nó xuất xứ từ cái bài kinh nào đó à, chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta tra cứu lại tra cứu lại à, thì khi đó đó mình có thể là mình đính chính lại à, mình hiểu đính lại cái chỗ mà à, vì nó nhớ nhầm Ừ. À, thành thử mình phải căn cứ vào hai cái chuyện đó để mà mình làm cái điểm tựa cho chính mình thứ nhất là đừng có lấy lời của phật làm lời của mình đừng có lấy lời của mình làm lời của phật cái thứ hai là mình nói cái gì đó nó cũng phải có căn cứ dựa trên kinh điển bởi vì um, bất cứ ai cũng có khả năng nhớ nhầm à quay trở lại vấn đề kỳ một cái lời về chánh pháp nào à, mà một vị phàm tăng nói nếu như cái lời nói đó là đúng chánh pháp thì bản quyền thuộc về đức thế tôn bởi vì nếu như không có đức thế tôn nhìn thấy được uh, chánh pháp ngài không truyền lại cho chúng sanh và nói chung và tăng đoàn nói riêng rồi những cái vị thánh những cái vị những cái vị tăng tiền bối đó. các ngài truyền thừa qua các thế hệ thì làm gì đến lượt của mình cho nên mình cứ nghĩ là những cái suy luận của mình những cái lời nói của mình rồi mình đem nó mình gắn cái nhãn là cái bản quyền của mình ấy. thì mình phạm vào cái lỗi là mình lấy lời của phật làm lời của mình chỉ cần cái vấn đề đó thuộc về chánh pháp nha thì bản quyền thuộc về thế tôn đơn giản vậy thôi không có thế tôn dạy mình làm gì có cái này rồi mình học từ các bậc tiền nhân học từ các bậc tiền nhân thì mình dựa vào cái gì mình dựa vào cái gì để mình nói rằng cái vấn đề đó là bản quyền của mình ừ. cho nên cái chuyện thứ nhất là đừng có lấy lời của phật làm lời của mình thí dụ như đức thế tôn nói cá cái hành là vô thường Anicca Vata Sankhara Thì dù cho mình có nói một dài cả một trăm trang đi chăng nữa Cả ngàn trang đi chăng nữa Hoặc mình có phổ thơ, phổ nhạc đi chăng nữa Thì cái bản quyền gốc á Vẫn thuộc về Thế Tôn Tại vì Thế Tôn không dạ mình làm gì biết chuyện này là mình đi mình lấy cái đó mình gán vô làm cái bản quyền của mình á rồi nếu mà mình nổi tiếng nếu mình nổi tiếng rồi đệ tử theo mình đông rồi bất kỳ ai mà nói cái vấn đề tương tự như vậy cái vấn đề tương tự như vậy là mình nói cái đó của của mình thì cái đó là một cái lỗi không có nhỏ sư từng gặp một cái vấn đề tương tự như vậy trong tương ưng đức phật nói như vậy thì sư diễn đạt sư cũng phải diễn đạt như vậy thôi tại vì sao bởi vì trong tương ứng đức phật nói như vậy nhưng mà thế là có một cái thế lực nào đó nói là cái này là của thầy tôi thầy tôi nói không lẽ bây giờ sư là ông sư mà sư quỳ sư chấp tay sư lại mới bị này tại vì khi quý vị nói như vậy là quý vị đẩy ông thầy của mình đó, vô cái thế vô cái thế là cái cái lời lấy lời của phật là lời của mình cái đó là cái kẻ cướp lớn cho phật giáo, gì biết không? nó kỳ lắm. rồi khi mà mình làm như vậy đó là mình đẩy những cái vị sư vào thế khó xử và có khi là nó sẽ làm cái xích mích những cái vị tỳ kheo với nhau. Đấy. mà trong khi đó, đó cái vấn đề đó đức phật nói trong tương ưng hoặc đức phật nói trong tăng chi mà bây giờ không lẽ bây giờ đức phật nói các hành là vô thường, ông thầy của mình ông nói các hành là vô thường? Đó không lẽ bây giờ là sư không được nói các hành là vô thường sư phải nói làm sao nó miễn không được nói các hành là vô thường hay sao. Mà bài kinh đó rõ ràng Đức Phật dạy như vậy. Thành ra rất là nhiều người họ gọi là họ thần tượng thầy mình quá nó cũng kẹt. Đấy. Rồi một cái vấn đề nữa mà chúng ta có thể là cái cái những cái mà sư đang nói thì nó chưa có đúng ý cái người hỏi nhưng mà tại vì nó có những cái vấn đề liên quan xin mở rộng ra luôn. Ví dụ như uh, khi chúng ta đọc cái văn đọc cái văn của Shakespeare thì khi chúng ta nghiên cứu chúng ta đọc nhiều những cái uh, những tác phẩm của Shakespeare thì kiểu gì thì kiểu thì cái cái kiểu nói hoặc là cái kiểu nghĩ uh, của mình á, nó cũng sẽ mang một chút xíu hơi hướng của Shakespeare. Cái chuyện này rất là bình thường. À, khi mà mình à, đọc những cái tác phẩm của à, ví dụ như của nhà văn tô hoài đi ví dụ thì hoặc là của nhà văn nguyễn nhật ánh mình đọc nhiều thì mình sẽ ảnh hưởng cái cái cách nghĩ và cái cách suy tư của nhà văn đó thì mình khi mà mình nói ra thì nó sẽ có những cái nó cũng tương tự như vậy rồi ngay cả thế tôn đó là đời vô đạo có những vấn đề đó khi thế tôn dạy các cái vị tỳ kheo rồi các vị tỳ kheo á khi mà được vị này người này hỏi người kia hỏi thì các vị đó cũng trả lời theo cái cách theo cái hơi hướng của đức thế tôn ai cũng biết thế tôn là thầy đâu có ai mà đẩy nói là vị đó là đạo nhái Đấy thành ra uh, về sau này đó về sau này khi mà sư viết bất kỳ một cái uh, bài nào bất kỳ một cái bài nào bất kỳ một cái suy nghĩ nào thì sư đăng sư để dưới sư chỉ ghi đơn giản là chịu trách nhiệm nội dung là sư hạnh tuệ tức là ông sư hạnh tuệ là người chịu trách nhiệm nội dung cho cái nội dung này chung sư hạnh tuệ không có bản quyền ông không là cái gì để ông nắm bản quyền hết tại vì cái kiến thức ông có được á một là trên là do thế tôn dài dưới là do các bậc tiền nhân các bậc thầy tổ dài ông là cái gì ông nắm bản quyền chỉ đơn giản nếu như mà sau này người ta copy lại những cái bài đó người ta bỏ đi cái dòng là chịu trách nhiệm nội dung sư hạnh tuệ thì chỉ đơn giản là cái nội dung trong đó sư không chịu trách nhiệm nữa mình không chịu trách nhiệm nội dung nữa đơn giản vậy thôi chứ còn riêng cái bản quyền này rất là nhức đầu vậy? rất là nhức đầu thành thử á cứ nhớ cứ nhớ dùm đừng có lấy lời của phật làm lời của mình rồi đừng có lấy lời của mình làm lời của phật có những cái vấn đề mà mình sáng tác ừ. à, mình à, mình sáng tác có những cái sáng tác nó rất là kỳ cục rồi mình cứ gán cái sáng tác đó mình gán vô phật tại vì à, nếu như mà mình nói cái đó là lời của phật á, à, thì không ai dám đá động gì hết tại phật lớn quá còn mà mình nói cái cái, cái lời của mình á, thì người ta sẽ chửi mình để thành ra là mình cứ gán phật vô tại vì coi như dán là cái bùa hộ mệnh thì đó lại là một vấn đề khác đó. mình chỉ bán thế tôn ừ. À, À, nhắc uh, có 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 vị nhắc thì sẵn sư nói luôn ngày hôm uh, ngày hôm nay uh, sư cũng thấy uh, có một vị uh, sư thấy một cái, cái clip uh, được thiết kế của tiktok sư thì sư không có mà sư không có xài tiktok uh, nhưng mà tại vì trên facebook á, của vị đó, đó facebook của một người đó họ đăng lại cái một cái clip ở trên tiktok mà họ lấy cái, cái clip vấn đáp của sư đó họ cắt họ chỉnh sửa rồi họ đưa lên tiktok rồi có người họ lấy cái clip đó họ đem về trên facebook thì sư, đã, sư thấy được cái clip đó Để xin thưa với quý vị đó khi mà một vấn đề đó nó có đầu có đuôi nha có đầu có đuôi từ người đặt câu hỏi cho đến khi sư trả lời thì toàn bộ toàn bộ cái nội dung đó, đó toàn bộ nội dung đó, đó Ờ uh, nó có cái nền, nó có cái không gian, nó có cái môi trường. Người ta hiểu được và khi sư nói người ta sẽ thông cảm được. Còn cái kiểu này đó, mình cắt ngang một đoạn, mình cắt ngang một đoạn rồi mình đem lên á, xin thưa nghe cả bản thân sư sư nghe sư nghe sư nghe cái kiểu cách đoạn đó đó sư còn muốn chửi chứ đừng có nói là người khác cái kiểu nói chuyện đó là cái kiểu muốn ăn đòn cái kiểu nói chuyện đó là cái kiểu gây sự muốn ăn đòn nha yeah. mà trong khi đó nếu như mà đem cái đoạn đó mà để ở trong một cái môi trường một cái bối cảnh nó vốn gốc của nó không có vấn đề gì hết ví dụ như có người hỏi là tại làm sao để mà mình không có ngã mạn thì sẽ như nói là khi mà mình xét về cái vai trò cái vị thế của mình á thì nó không có cái gì để mình tự hào tự kiêu hết tại vì sao mình chỉ đơn giản là không có khỉ à, rừng không có cọp thì khỉ lên sưng vương thôi chứ mình không là cái gì hết trơn anh không là cái gì hết trơn thì người ta lại đi người ta cắt xưa nói một đoạn ở đầu một đoạn ở đuôi không người ta cắt khúc giữa thôi người ta cắt cái khúc là rừng không có cọp rồi khỉ nó xưng vương anh không là cái gì hết trơn á nó chơi cái kiểu đó là cái phải nói là thương nhau như thế là bằng mười hại nhau quý vị hiểu không cái kiểu đó người ta nghe người ta không chửi nó cũng lạ sư nghe mà sư cũng muốn chửi nữa mà sư nghe cái kiểu cắt khúc đó sư cũng muốn chửi nữa mà sư chửi cái người chửi công sư hạnh tuệ này nè Ông nói cái kiểu đó là ông nói kiểu muốn ăn đòn nói kiểu muốn nghe chửi thì có thể là do cái lý do gì đó vì họ có cái, cái 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 mục đích gì đó mà họ cắt khúc như vậy thì mình không biết ờ, nhưng mà làm kiểu đó thì mình chỉ hại nhau thôi hại đời nhau ừ. thành thử ờ, bất kỳ vấn đề gì nếu không thể đăng được trọn vẹn thì làm ơn đừng có đừng có cắt khúc Ừ. Ờ, hơn nữa thêm một cái vấn đề này nữa tại vì hồi, nói, hồi hôm, hôm nay đó khi mà sư nhìn thấy đó nhìn thấy ông sư anh tuệ ông nói cắt khúc như vậy đó sư còn muốn chửi ông hành tuệ đó mà làm thử nhiều lúc đó, nó, nó kỳ cục lắm với lại một phần nữa nhớ dùm chuyện này cái môi trường tiktok đó, nó không phải là môi trường bằng pháp thích hợp đâu Nhớ dùm cái chuyện này. Giới trẻ bây giờ họ lên tiktok để làm cái gì? Họ coi những cái cô gái nhúng nhảy. Làm trò lố. Khoe thân. Rồi làm mấy cái này làm mấy cái kia để mà thu hút người khác. Hoặc là những cái người họ làm những cái trò này trò kia. Đó là cái môi trường á. Mà tâm tham tăng trưởng rất là mạnh tâm sân tăng trưởng rất là mạnh rồi mình đưa phật pháp vô giống như là quý vị cứ hiểu đi cứ hiểu dùm cái chuyện này nó đang lướt vậy nè nó, nó lướt cái cô này đang nhảy trời nhảy hở hở trước hở sau đã quá lướt vào cô khác cũng đang nhảy hở trước hở sau đã quá lướt vào cô khác nữa cũng đang làm mấy trò lố mình nhìn mình cười hà hả, hả lướt qua cái ông sư hạnh tệ em đang nói ông, anh nói pháp nó chen ngang nó vô duyên lắm gì biết không y chang như cái chuyện mà ông một ông sư mà ổng nhào vô trong quán bar đó vô trong vũ, trường á hả con gái nó đang đang nhảy múa thoát y rồi thiên hạ đang cắn thuốc đang bay đang lắc lư ông đứng ông tắt nhạc ông thuyết pháp quý vị nghĩ cái trường hợp đó là ông có bị ăn chửi không mình phải biết đâu là cái nơi phù hợp thành ra sư nghĩ là cái môi trường tiktok nó không có phù hợp cho môi trường hoàn pháp đâu cho nên làm ơn làm phước nha ừ. rồi tiếp ờ, còn cái cái đó cho nên cái vụ này đó mình cũng lấy cái kiểu mình lấy lời của mình làm lời của phật cũng cắt ghép ha cắt ghép chỗ này cắt ghép chỗ kia rồi mình gán vô mình bắt ông phật ông chịu trách nhiệm thì phải nói là tội nghiệp phật lắm có gì biết không Đấy. Rõ ràng á, trọn nguyên một bài kinh Đức Phật không có nói vậy. Nhưng mà mình đi mình chơi mình cắt khúc kiểu đó đó là mình hại Phật, mình hại luôn cả Phật giáo. Đấy. Uhm. Đương nhiên cái chuyện này đang phỉ bán Như Lai nhé, đang phỉ bán Thế Tôn còn cái vấn đề của sư thì sư ngay cả sư sư thấy cái đoạn cắt khúc uh, của sư á cái đoạn người ta cắt khúc sư á mà sư còn muốn chửi ông hạnh tuệ đó mà sư còn...